huyền huyễn đại phản phái hệ thống thiên sách giáo ý huyền huyễn cao phú soái nghe chọn bộ tại mê truyện audio com một tòa cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện bên trong khí cụ đều là xa hoa vô cùng hiển nhiên chủ nhân nơi này thân phận bất phàm trong phòng một tên thanh niên tại phía trước cửa sổ đứng chắp tay hắn người mặc tử sắc hoa bào khảm kim sắc tiêm một bên hoa bào lên ẩn có kim long du động lại tựa như ẩn chứa đầy trời sao trời quý khí bức người. Thanh niên mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mục như lãng tinh, nga quan bác mang. Cho dù ai nhìn thấy đều muốn thầm khen một tiếng Mỹ Nam Tử. Chỉ là thanh niên mày kiếm khẽ nhăn mày, sao trời trong con ngươi, có một tia mờ mịt. Ta, ta cái này người mặc vượt qua. Thanh niên tên là Tần Đình, kiếp trước bất quá là một tên phổ phổ thông thông người, duy nhất yêu thích chính là thích xem huyền huyễn văn học mạng thường xuyên nằm mơ tự mình xuyên qua đến huyền huyễn thế giới chẳng biết tại sao lần này tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà xuyên qua đến cái thế giới này mê mang qua đi chính là hưng phấn tự mình ở kiếp trước bất quá là một người bình thường không cha không mẹ không có vướng víu bây giờ xuyên qua đến cỗ thân thể này cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ sao tần đình nhắm mắt cẩn thận xem nhìn xem trí nhớ của đời trước mảnh vỡ thật lâu hắn mở ra hai mắt nhãn thần có mấy phần hưng phấn nguyên lai cỗ thân thể này cũng tên tần đình nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn đời trước không phải là xuất thân bần hàn thiên phú phế vật cũng không phải xuất từ nhà giàu có đại tộc con thứ nhận hết xem thường mà là xuất thân cao quý cả đời xuôi gió xuôi nước tần đình xuất thân từ cổ tu thế gia tần gia hiện tại là đông hoang tu luyện thánh địa một trong huyền thiên tông chân truyền đệ tử thiên phú tiệt Tuyệt, hai năm trước, tuổi vừa mới 16 tần đình liền bước vào thần luân cảnh giới, chính là huyền thiên tông trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật. Càng là thân phụ thần thể, chính là ngàn năm vừa gặp tử thần thần thể, tử thần thần thể đủ loại ảo diệu không đồng nhất lắm lời. Nó cha tần đế, là huyền thiên tông cự đầu, cảnh giới của hắn quỷ thần khó lường, môn hạ đệ tử đều là đương thời thiên kiêu. Tần Đình âm thầm hưng phấn, tự mình một thế này quy điểm giống như này chi cao, chẳng lẽ mình muốn đi chính là vô địch chảy. Đột nhiên, não hải, đinh, một tiếng. Đinh, đại nhân vật phản diện hệ thống mở ra, đinh, đại nhân vật phản diện hệ thống thành công cùng túc chủ chói chặt tần đình trong lòng vui mừng, cái gọi là trời đất bao la, hệ thống lớn nhất. Có hệ thống kề bên người, sau này mình liền không phải lo rồi chính là hệ thống cái tên này, đại nhân vật phản diện hệ thống. Các loại, ta là nhân vật phản diện. Tự hồ nghe đến tần đình suy nghĩ trong lòng, hệ thống thanh âm giống như máy móc nói ra. Túc chủ ở cái thế giới này là nhân vật phản diện, nhân vật túc chủ nhiệm vụ chủ yếu là đánh bại ban đầu khí vận chi tử, cướp đoạt khí vận. Thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị thành tựu tự thân vô địch nhân vật phản diện con đường. Tần Đình không khỏi cười khổ, nguyên lai like mình là cái nhân vật phản diện, bất quá. Ngẫm lại con TNG mang cảm giác, khi nam phách nữ, người càng phản kháng ta liền càng hưng phấn. Làm sao càng nghĩ càng kích động, chẳng lẽ mình thật liền thích hợp làm cái nhân vật phản diện? Tần Đình hỏi, hệ thống, nhân vật phản diện giá trị có làm được cái gì, hệ thống hồi đáp. Nhân vật phản diện giá trị có thể hối đoái hệ thống bên trong chân quý đan dược, công pháp, linh thực cùng thần binh. Nhân vật phản diện giá trị mỗi đạt tới 100,000, còn có thể tiến hành một lần rút thưởng. Hiện tại hệ thống lần đầu cùng túc chủ chói chặt miễn phí đưa tặng một lần rút thưởng cơ hội, túc chủ hiện tại muốn sử dụng sao, tần đình không chút do dự nói ra. Lập tức sử dụng vừa dứt lời, tần đình trong đầu hiện lên một tòa lớn bàn quay, xoay tròn cấp tốc về sau, kim đồng hồ chỉ vào một cái đan dược kiểu dáng vật phẩm. Đình, chúc mừng túc chủ rút đến đan dược, ngũ uẩn đan, và URL bằng Windows. Location, Herb, Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác, Windows, Puppy giới tác, Puss, Zonet, 7254X. BGSSP 7254U, UAL, nhìn xem trên tay hiển hiện đan dược tần đình không khỏi hít sâu một hơi. Ngũ uẩn đan cái danh này hắn tự nhiên là nghe nói qua công hiệu cực mạnh có phá cảnh đan danh sơn. Sau khi phục dụng có thể gia tăng tu vi, lập tức đột phá một cảnh giới. Mặc dù cũng có khác đan dược cũng có loại này công hiệu, nhưng là ngũ uẩn đan chỗ kỳ diệu ở chỗ hoàn toàn không có di chứng ngũ uẩn đan luyện chế phi thường khó khăn, tài liệu cần thiết cũng cập kỳ chân quý. Chính là tại huyền thiên tông, loại này đan dược cũng 10 điểm thưa thớt, liền xem như lấy tần đình hắn chân truyền đệ tử thân phận, cũng không phải muốn dùng liền dùng. Đang suy tư, hệ thống lại đinh một tiếng. Đinh, nhiệm vụ trước mặt. Chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ đối thủ của ngươi diệp thu tin tức cạn kẽ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị. 5.000 điểm, nhiệm vụ ban bố, ban thưởng nhân vật phản diện giá trị có 5.000 điểm, vừa mới ngũ uẩn đan nếu như là nhân vật phản diện giá trị đổi cần 50 v kép điểm, xem ra chính mình vẫn là gánh nặng đường xa A. Diệp Thu, Tần Đình cẩn thận tìm kiếm lấy trí nhớ của mình. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu người này hiện lên ở Tần Đình trong óc. Diệp Thu, giống như xuất thân từ huyền thiên tông thực lực phạm vi bên trong một cái biên thùy tiểu quốc. Ba tháng trước một cái di tích cổ trầm nguyệt cốc xuất thế kỳ chân ngũ thải chân lộ, huyền huyễn đại phản phái hệ thống thiên sách giáo úy chiến thiếp. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com ở cái thế giới này, tu vi cảnh giới phân 9 cái cảnh giới, theo thứ tự là đoán thể cảnh, linh động cảnh, nguyên đan cảnh, thần luân cảnh, thần thông cảnh, thần đài cảnh, thần cung cảnh, hư thần cảnh, hóa thần cảnh, trong đó thần luân cảnh, chính là một cái đường danh giới. Rất nhiều người kẻ tại nguyên đan cảnh dục cầu một bước mà không thể. Tại đại bộ phận môn phái thế lực thần luân cảnh liền có thể đảm nhiệm trưởng lão một chút nhỏ môn phái trưởng môn nhân chính là thần thông cảnh đến thần đài cảnh liền có thể danh chấn một phương trở thành rất nhiều thế lực thượng khách đến thần cung cảnh nhưng vì chúa tể một phương mà hư thần cảnh phía trên đều là nhiều tuyệt đỉnh đại năng bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ tần đình phụ thân chính là hư thần cảnh đại năng thế nhân tôn làm tần đế về phần tần đế bản danh ngược lại không người biết được có người hiểu chuyện suy đoán tần đế chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần cảnh ngưỡng cửa, nhưng là tần đế đã trăm năm chưa xuất thủ, cụ thể như thế nào, quả nhiên là cái nhiều cách nói đàn. Mà tần đình, 18 tuổi liền bước vào thần luân cảnh. Có thể nói là thiên phú tuyệt thế, làm sao huống người mang tử thần thần thể, tại huyền thiên tông nội bộ trở thành huyền thiên tông thánh tử tiếng hô rất cao nếu là bằng vào ngũ uẩn đan đột phá nhập thần thông cảnh tin tưởng hơn có thể làm một chút âm thầm phản đối người nhắm lại miệng tần đình nhìn xem trong tay ngũ uẩn đan cất giọng nói ra phân phó ta muốn bế quan ngoài điện lập tức có người trở lại vâng công tử tần đình tại trong đại điện tu luyện trên đài ngọc ngồi xếp bằng đem ngũ uẩn đan nuốt vào một nháy mắt một cỗ cường đại linh khí bổ sung cho tự thân đan điền Mặc dù cỗ này linh khí 10 điểm to lớn, nhưng lại lại như gió mát, cũng không cường ngạnh. Tần đình biết rõ, đây chính là ngũ uẩn đan chỗ thần kỳ. Hắn bắt đầu nhắm mắt, lẳng lặng luyện hóa đạo này linh khí. Một tháng sau, tần đình mở ra hai mắt của mình, mắt lộ ra vẻ hài lòng, cái này ngũ uẩn đan quả thật danh bất hư truyền tự mình thành công luyện hóa linh đan ẩn chứa linh khí đột phá đến thần thông cảnh mà tự thân lại không chút nào cảnh giới bất ổn dấu hiệu thật sự là tốt đồ vật a à, tần đình cảm thán nói trong lòng đối nhân vật phản diện đáng giá khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt tần đình trong đầu hỏi hệ thống nhân vật phản diện giá trị ngoại trừ nhiệm vụ còn có cái gì lấy được phương pháp sao hệ thống kia thanh thúy máy móc âm thanh hồi đáp ngoại trừ nhiệm vụ hệ thống sẽ không chừng phát hành một chút tạm thời nhiệm vụ sau khi hoàn thành đồng dạng sẽ có nhân vật phản diện giá trị ban thường mặt khác túc chủ bình thường hành vi nếu như bị hệ thống phán định là phù hợp nhân vật phản diện hành vi cũng sẽ có nhân vật phản diện giá trị ban thường tần đình hài lòng gật đầu xem ra chính mình phải mạnh lên liền muốn làm một cái xấu bụng trùm phản diện cảm giác này thật đúng là không tệ tần đình mở ra cửa điện đi ra ngoài ngoài điện là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ toàn bộ cung điện xây dựng ở một đạo phía trên dãy núi sơn mạch ẩn chứa linh khí so ngoại giới nhiều hơn mấy lần là một mảnh tu luyện phúc địa mà cái này toàn bộ sơn mạch đều thuộc về tần đình trong cung điện có mấy trăm người đều là tần đình thị nữ tùy tùng cùng thị vệ phụ trách chiếu cố tần đình thường ngày sinh hoạt thường ngày theo tổ tiên đều là tần gia người hầu, đáng giá tín nhiệm. Mà nhiếp u, ngay tại ngoài điện cửa ra vào đứng hầu. Nhìn thấy tần đình ra, trong mắt vui mừng, thi lễ nói. Công tử, còn không đợi tần đình nói chuyện, nhiếp u cảm nhận được tần đình tu vi, kinh hỉ nói. Công tử ngươi đột phá đến thần thông cảnh, và URL bằng Windows. Location, Hrep, Windows, Puppy giới Tác bằng Windows. Puppy giờ tác Windows, Puppy giờ tác Push Zonet 7254 ít BGSSP 7254 U URL Tần Đình cũng là hơi có đắc ý, gật đầu nói phải. Nhiếp U vui vẻ nói. Công tử thiên phú nắm dị, ngày sau tất có thể trở thành truyền kỳ nhân vật. Gia chủ biết được về sau, cũng sẽ cao hứng, Tần Đình nói. Tốt lời khách khí không nói. Người đã chờ đợi ở đây, chắc là kia Diệp Thu có tin tức a." À, nhiếp U Thu lại mặt cười, nói: "Chính là, nhóm chúng ta tra rõ Diệp Thu người này tư liệu." Diệp Thu, sinh tại biên cương tiểu quốc nằm trong nước Thanh Thành, xuất thân thanh thành trong tứ đại gia tộc Diệp gia. Giờ thiên phú kinh người, 8 tuổi đến đoán thể cảnh, 10 tuổi tiến vào đoán thể cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, 11 tuổi đến 16 tuổi cái này năm thời kỳ tu vi không tăng phản hàng. Rơi xuống đến đoán thể bảy đoạn, thẳng đến năm trước bắt đầu bộc phát, một năm ở giữa bước vào linh động cảnh, trợ gia tộc trở thành thanh thành đệ nhất đại gia tộc. Sau đó tiến về năm quốc đô thành, thanh danh vang dội. Tương truyền Càn Nguyên Tông từng mời hắn nhập môn, nhưng bị cự tuyệt. Càn Nguyên Tông, cũng là đông hoang một chỗ tu luyện thánh địa, tuy nói không kịp huyền thiên tông, nhưng cũng không thể coi thường. Tần Đình nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Liễu Tố Tố hiện tại như thế nào? Liễu Tố Tố, chính là cái này Diệp Thu Thanh Mai Trúc Mã, hôm đó tại Trầm Nguyệt Cốc bị Tần Đình Thu làm thị nữ. Nhiếp U nói. Liễu cô nương ở hậu điện tu luyện, dựa theo công tử ngươi phân phó, truyền cho nàng huyễn thải huyền quyển, ban thưởng ngưng nguyệt đan liễu cô nương thiên phú coi là thật không tệ mấy ngày trước đã đột phá đến nguyên đan cảnh nhiếp u do dự một cái nói công tử còn có một chuyện tống trường ca xuất quan tần đình nhãn thần ngưng tụ ồ tống trường ca đồng dạng là huyền thiên tông chân truyền đệ tử xưa nay cùng tần đình không hợp nửa năm trước cùng tần đình đấu pháp bị tần đình đánh bại sau tuyên bố bế quan xuất quan ngày chính là rửa nhục thời điểm nhiếp u nói hắn sai người hạ chiến thiếp ba ngày sau luận kiếm trên đài gặp. Bất quá công tử ngươi đã bước vào thần thông cảnh, xem ra cái này tống trường ca, lại muốn bị công tử ngươi lợi hại hung ác đạp ở dưới chân, tần đình mỉm cười. Vừa xuất quan liền có dũng khí khiêu chiến ta, xem ra đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhiếp u cúi đầu nói. Theo dò xét, có người cho hắn đưa một cái pháp bảo. Cụ thể là ai, phía dưới vẫn đang tra tần đình suy tư một hồi buồn bã nói xem ra có ít người đã đợi đã không kịp nhiếp u hỏi muốn hay không làm nhiều chuẩn bị tần đình phất tay áo lạnh lùng nói không cần ta ngược lại muốn xem xem trong tông đến cùng là người nào còn dám phản đối ta trải qua việc này hẳn là có thể nhìn ra cái tám chín phần mười hừ xem ra là ta trước mấy thời gian quá mức điệu thấp có ít người tốt vết sẹo quên đau nhiếp u nhìn xem tần đình bá khí dáng vẻ vui lòng phục tùng cúi đầu quỳ gối nguyện vì công tử quên mình phục vụ huyền huyễn đại phản phái hệ thống thiên sách giáo ý đấu pháp nghe chọn bộ tại mê truyện audio com huyền thiên tông ở vào đông hoang trung tâm nồng độ linh khí có một không hai đông hoang ẩn ẩn có đông hoang đệ nhất thánh địa chi thế mà xưa nay bình tĩnh huyền thiên tông, gần nhất cũng tao động. Nghe nói không, tống trường ca sư huynh gần nhất xuất quan, điểm danh muốn cùng tần đình sư huynh tại luận kiếm trên đài luận ban. Không phải đâu, cái này tống trường ca sư huynh không phải nửa năm trước bị tần đình sư huynh đã đánh bại sao? Lần này còn tới, người biết cái gì? nghe nói tống trường ca sư huynh lần bế quan này đột phá đến thần thông cảnh tần đình sư huynh dù sao lớp còn nhỏ hiện tại vẫn là thần luân cảnh cái này chênh lệch lấy một cảnh giới đâu tự nhiên là rửa sạch nhục nhã tốt cơ hội bất quá ta xem còn nói không chính xác thần thông cảnh giới cũng không phải tốt như vậy đột phá tống sư huynh dù sao cũng mới ba mươi mấy tuổi bất quá hai vị sư huynh đều là chân truyền đệ tử, tu tập công pháp thần thông đều là thiên hạ đỉnh tiêm, vô luận như thế nào, trận này luận bàn đều là long tranh hổ đấu, tất nhiên. Lần này nhất định phải đi quan sát, quan sát bực này cao thủ so chiêu, đối chúng ta tự thân cũng có chỗ tốt cực lớn, là cực là cực. Vô luận ngoại giới nghị luận như thế nào thà rằng không, Tần Đình lại là tâm như chỉ thủy, tống trường ca tuy nói thật không đơn giản thiên phú tuyệt hảo tu tập chính là thiên giai công pháp đại nhật luân hồi bí điển tu vi thâm hậu thần thông cường hoành nhưng là tại tần đình cũng không đem hắn tại chỗ huyền thiên tông bên trong đối thủ lớn nhất bất quá hắn dù sao cũng là chân truyền đệ tử tần đình cũng sẽ không phớt lờ ba ngày thời gian chợt lóe lên một ngày này luận kiếm đài người đông nghìn nghịt thậm chí một chút trưởng lão cũng mang theo môn hạ đệ tử đến đây quan sát đến một lần nha có thể dạy bảo đệ tử nhường đệ tử mở mang tầm mắt như thế nhân vật tranh hùng cũng không phổ biến thứ hai nha khụ 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 nói không chừng hai vị này thiên kiêu đạo pháp thần thông đối bọn hắn cũng có chút dẫn dắt đương nhiên loại sự tình này liền không đủ là ngoại nhân nói không chỉ là trưởng lão cũng ra mặt mấy cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ chân truyền đệ tử ngoại trừ xưa nay không ở bên ngoài đi lại giang trung bạch mấy vị khác chân truyền toàn bộ trình diện dù sao tống trường ca là uy tín lâu năm chân truyền đệ tử tu vi thâm hậu mà tần đình thì là những năm gần đây thanh thế cực cao thiên tài nhân vật quan sát như thế thiên kiêu giao thủ đối bọn hắn tự thân mà nói cũng vô cùng có có ích xem a à, phong sư huynh lạc sư huynh đến rồi chu sư tỷ lý sư tỷ cũng đến xem ra ngoại trừ giang sư huynh còn lại chân truyền đệ tử cũng đến đám người kinh hô mấy vị chân truyền đệ tử tề tụ đây là bao nhiêu năm chưa thấy qua cảnh tượng mà mấy vị này chân truyền đệ tử trình diện cho trận này tư nhân đấu pháp tăng thêm mấy phần thịnh sự cảm giác lạc sư huynh người nói tống sư huynh cùng tần sư đệ ai sẽ thắng Nói chuyện chính là một tên nam tử tóc trắng, khóe mắt mang cười, nhưng là nhãn thần lại như vạn niên hàn băng đồng dạng không có chút nào ba động. Chính là chân truyền đệ tử Phong Thiên Hàn, được xưng là Lạc sư huynh chính là một tên áo đen đeo kiếm nam tử, tên là Lạc Viễn. Hắn mỉm cười, tống sư huynh cùng tần sư đệ đều là đương thời nhân kiệt coi là thật nói không chính xác a à, bất quá ta xem tần sư đệ sảng khoái như vậy tiếp nhận chiến tiếp xem ra là có mấy phần chắc chắn phong thiên hàn cười ha ha một tiếng ta ngược lại thật ra cảm thấy tống sư huynh phần thắng lớn chút lạc sư huynh không bằng nhóm chúng ta đánh cược ô lạc viễn giống như cười mà không phải cười nhìn phong thiên hàn một chút nói không biết phong sư đệ muốn cực thứ gì, và URL bằng Windows. Location, href, window, puppy giờ tác bằng window, puppy giới tác, window, puppy giờ tác, tác push, zonet, 7254, x, bgssp7254, u, url, phong thiên hàn nhìn chằm chằm lạc viễn, gần từng chữ nếu là tống sư huynh thắng liền mời lạc sư huynh đem kia thất thải lưu ly hoa bỏ những thứ yêu thích tại ta như thế nào thất thải lưu ly hoa chính là một gốc thần dược cực kỳ chân quý là lạc viễn một lần kỳ ngộ bên trong thu hoạch được lại không biết như thế nào bị phong thiên hàn biết được lạc viễn híp híp mát kia như tần sư đệ còn không đợi hắn nói cho hết lời phong thiên hàn đoạt miệng nói nếu là tần sư đệ thắng ta liền đem tiểu thiên hóa kiếm trận hai tay dâng lên tiểu thiên hóa kiếm trận đây chính là một cái bí bảo đối với lạc viễn loại này kiếm tu ham muốn lực không cần nói cũng biết lạc viễn cười ha ha một tiếng nói một lời đã định cái này khi mọi người thảo luận thời điểm trên bầu trời mặt trời đột nhiên quang mang đại thịnh thứ người cơ hồ mở mắt không ra như cực địa ban ngày đột nhiên quang mang tán đi luận kiếm trên đài chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử nam tử ước chừng hai ba mươi tuổi người mặc xích kim pháp bào huy huy phát quang chính là huyền thiên tông chân truyền đệ tử tống trường ca tống trường ca tu tập chính là đại nhật luân hồi thánh điển công pháp này có thể cùng mặt trời thông cảm cho nên vừa mới tống trường ca đi vào luận kiếm đài thời điểm liền đưa tới lần này thiên địa dị tượng là tống trường ca sư huynh. Hắn tu hành chính là thiên giai công pháp đại nhật luân hồi thánh điển. Lần này đưa tới thiên địa thông cảm, xem ra tống sư huynh cái này môn công pháp đã thông huyền, tống sư huynh không hổ là thiên kiêu, không đến 30 năm liền tu tập đến như thế cảnh giới. Lần này tần sư huynh khó khăn a à. tống trường ca nghe được nơi xa người cân bên trong tiếng thán phục trong lòng hài lòng từ lần trước tiếc bại tần đình, hắn tại trong tông thanh vọng liền rớt xuống ngàn trượng, lần này đóng trước cửa ải không chỉ có hướng nhà mình sư tôn cầu độ ách đan. Thậm chí còn không tiếc tôn nghiêm hướng người kia cầu một cái pháp bảo. Thành công đột phá đến thần thông cảnh, liền lập tức hướng tần đình khiêu chiến, chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Tần đình, dù là người thiên phú tuyệt tuyệt, người mang tử thần thần thể hôm nay cũng muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân tại mục lục nhìn chừng phía dưới nhục nhã ngươi hủy ngươi đạo tâm về phần hậu quả của việc làm như vậy hắn tịnh không để ý không nói đến nhà mình sư tôn là trong tông thực quyền trưởng lão huống chi người kia cũng đã nói sẽ vì tự mình ngăn lại tần ra trả thù chỉ có người kia mới có tư cách nhất trở thành huyền thiên tông thánh tử ngươi tần đình cái này chướng ngại vật liền để ta đến đá văng ra đi không biết ai hô một tiếng. Tần đình sư huynh đến rồi. Đám người người thanh vọng đi, cái mỗi ngày bên cạnh có một người trên không trung dạo bước mà đi. Người mặc pháp bào màu tím, đầu đội mạ vàng phát quan, tựa như trích tiên hạ phàm, chính là tần đình. Hắn lúc mới nhìn còn xa ở chân trời, lại xem xét đã gần đến ở trước mắt, lại một cái chớp mắt thế mà đã đứng ở luận kiếm trên đài một chút tu vi thấp đệ tử nhìn xem cảnh tượng này càng là đầu đau muốn nứt khó chịu đến cực điểm tần đình ra trận tuy nói không bằng tống trường ca kinh thiên động địa đã dẫn phát thiên địa dị tượng nhưng là cái này xúc địa thành thốn thần thông lại càng có hơn mấy phần đạo uần những cái này trưởng lão sắc mặt nghiêm túc liếc nhau trong lòng khen kẻ này không tầm thường kia mấy tên chân truyền đệ tử cũng là điều chỉnh sắc mặt trong lòng thận trọng lúc trước tống trường ca kia phiên thiên địa dị tượng trong mắt bọn hắn cũng bất quá bình thường nhưng là tần đình lại cho bọn hắn một tia như có như không cảm giác áp bách cái này tần sư đệ càng phát ra để cho người ta nhìn không thấu huyền huyễn đại phản phái hệ thống thiên sách giáo úy toàn trường áp chế cầu hoa tươi cất giữ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tống trường ca nhìn trước mắt tần đình trong lòng tối suy. giả thần giả quỷ nhưng cũng mấy phần kinh hãi vừa rồi kia một loại cảnh tượng liền hắn nhìn xem cũng có mấy phần đầu váng mắt hoa cảm giác bất quá nghĩ đến mình đã bước vào thần thông cảnh lại an tâm bắt đầu tần đình a à tần đình coi như ngươi đạo pháp lại kỳ diệu tại ta thần thông phía dưới cũng là muốn nuốt hận tại chỗ tống trường ca đầu tiên cười ha ha một tiếng nói Tần sư đệ, trận chiến ngày đó làm cho ngu huynh mở rộng tầm mắt ta cũng là bế quan tìm kiếm đột phá. Lần bế quan này ngu huynh ta cũng là có chút tâm đắc, liền không kịp chờ đợi muốn cùng sư đệ ngươi đến giao lưu đường dễ pháp, tần đình mỉm cười nói. Như thế tốt lắm, nói thật ta còn lo lắng lần trước xuất thủ quá nặng, hỏng sư huynh đạo tâm của ngươi. Hiện tại xem ra sư huynh ngươi vẫn là như thế dũng mãnh phi thường, không biết không sợ, sư đệ ta an tâm." Tống Trường ca sắc mặt âm trầm xuống dưới, cười lạnh nói. "Sư đệ vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là cái này đấu pháp cũng không phải miệng ngu bên trên sẽ nói là được." Tần Đình đạm mạc lấy nhìn Tống Trường ca một chút, nói: xem ra lần trước cho sư huynh giáo huấn còn chưa đủ, vừa vặn ta gần nhất cũng có chút thu hoạch, liền làm phiền sư huynh cho sư đệ ta luyện luyện chiêu. Tống trường ca nghe nói, trong lòng thầm hận, cười lạnh một tiếng. Mi tâm hiện ra chín đạo thần luân, chín đạo thần luân đều là kim quang lóng lánh, trong đó mỗi đạo thần luân bên trong cũng ẩn chứa một loại cường hoành vô cùng đạo pháp. Một vòng mặt trời tại tống trường ca phía sau hiển hiện. hiện huy hoàng sinh uy, chính là tế khởi đại nhật luân hồi thánh điển. Mọi người dưới đài kinh hô, chín đạo thần luân, tống sư huynh quả thật sửa đến thần luân cảnh đại viên mãn, chỉ là không biết phải chăng là giống nghe đồn như vậy bước vào thần thông cảnh, tống trường ca lạnh cười lạnh nói ta khuyên tần sư đệ vẫn là nhận thua đi cái này luận kiếm trên đài sinh tử bất luận nếu là sư huynh ta không xem chừng đà thương sư đệ đạo cơ kia huyền thiên tông cũng ít đi cái thiên kiêu nhân vật lời nói này là ác độc vô cùng nếu là tần đình trước mặt mọi người nhận thua chỉ sợ tần đình cả đời này đều sẽ có tâm ma đời này lại khó tiến dai một bước nếu là không nhận thua kia tống trường ca ra đòn mạnh người bên ngoài cũng nói không ra cái gì dù sao hắn tống trường ca cũng đã nhắc nhở qua tần đình mỉm cười nói không làm phiền sư huynh quan tâm sư huynh vẫn là cứ việc phóng ngựa đến đây đi tống trường ca chính đang chờ câu này vừa dứt lời hắn thét dài một tiếng tóc đen bay múa hai mắt ẩn chứa thần quang chín đạo thần luân đạo pháp gào thét mà ra cường hoành vô cùng mỗi đạo đạo pháp cũng cương khí hóa đi như là một đạo đạo viêm chảy chấn áp thiên địa hắn thuở nhỏ tu hành đại nhật luân hồi thánh điển đạo pháp bên trong đều là ẩn chứa thái dương chân tức lại đúng lúc gặp hôm nay là ngày trí dương cái này một thế quả nhiên là cái thiên địa chấn động nếu như tận thế Bực này nhân vật, không hổ là huyền thiên tông theo ngàn vạn đệ tử tuyển ra tới chân truyền đệ tử, vô luận là thực lực hay là tu vi, cũng viễn siêu ngang nhau cảnh giới cường già. Tống trường ca không hổ là cực nhật phong ly chân nhân môn sinh đắc ý, chiêu này đại nhật viêm lưu ấn tu luyện chính là lô hỏa thuần thanh, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước A. Một vị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, khen, chung quanh đệ tử nhao nhao gật đầu, nói tống sư huynh đại nhật viêm lưu ấn đúng là lớn có khí thế chính là ta huyền thiên tông thiên kiêu nhân vật nên có phong thái phong thiên hàn mỉm cười nhìn xem tống trường ca cái này một đạo pháp oanh ra chờ lấy tần đình bị oanh té xuống đất gặp vũ nhục hắn xưa nay không quen nhìn vị này tần sư đệ nghĩ năm đó hắn phong thiên hàn vì trở thành chân truyền đệ tử nhận hết cực khổ một đi ngang qua nhốt trảm tướng mà cái này tần đình bất quá là bởi vì người mang thần thể, lại thêm là tần đế tử tự, liền trực tiếp cho chân truyền đệ tử danh phận. Trong lòng hết sức ghen tị, lần này tần đình sắp chịu nhục, phong thiên hàn trong lòng cực kỳ vui sướng. Lạc sư huynh, xem ra người ngũ thải lưu ly li hoa, sư đệ ta liền muốn thu nhận. Phong thiên hàn quay đầu đối lạc viễn mỉm cười nói. Lạc viễn nhìn xem luận kiếm đài, mỉm cười nói thắng bại chưa phân, sư đệ không khỏi cũng quá mức nóng vội, và URL bằng Windows. Location, herep Windows, puppy giới tác bằng Windows, puppy giới tác, Windows, puppy giới tác, us, zonet, 7254, x, bgssp7254, u, URL, phong thiên hàn cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Tần Đình đứng thẳng bất động, đợi cho Tống Trường ca kia chín đạo viêm lưu vọt tới trước mặt mình, lúc này mới thân. Ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Xoạt, chín đạo viêm lưu trong nháy mắt tan rã, nhao nhao hóa thành cho tàn phiêu tán trên không trung. Tống Trường ca thân thể cỗ chấn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trên thân đột nhiên như bị trọng kích, lui về sau mấy chục bước mới hóa giải kinh lực phong thiên hàn tiếu dung còn chưa biến mất sắc mặt lập tức trở nên khó coi tống trường ca vừa sợ vừa giận còn không đợi hắn có gì phản ứng tần đình thân đi khẽ động một trường xa xa đóng xuống một trưởng này trùng trùng điệp điệp có lãm nguyệt mặt trời lặn chi thế vân tay hóa thành mỗi loại đạo pháp như là phù văn đại đạo ầm vang phủ xuống Tống Trường Ca nổi giận gầm lên một tiếng, cực lực vận chuyển công pháp, cả người tựa như một cái thái dương thần. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo lửa màu đỏ kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành một tòa kiếm cung. Bên trong có vài chục bóng người tại vận chuyển kiếm trận, lập tức kiếm khí đầy trời chen trúc quét sạch, cắt chém hư không, như là hỏa long, biến hóa khó lường nhưng là kiếm cung đại trận vừa gặp phải linh khí cự trưởng, liền trong nháy mắt tan tác, hóa thành hư không. Trong chớp mắt, song phương liền qua hơn 10 chiêu. Chỉ là so sánh tống trường ca động một tí lui lại thổ huyết chật vật tư thái, tần đình càng lộ ra thành thạo điêu luyện, thư giãn thích ý. Mọi người dưới đài đều là kinh mục thân lưỡi, theo tống trường ca ngay từ đầu vô địch tư thái, đến bây giờ bại tướng hiển thị rõ, cũng bất quá là thời gian cực ngắn mà thôi một chút thân cận tần gia trưởng lão tuổi già an lòng. Không hổ là tần đế chi tử, uy thế như thế, như là thiếu niên trí tôn. Trên đài, quần áo hỗn loạn, tóc tai bù xù tống trường ca giọng căm hận nói. Tần sư đệ, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Dứt lời, trong mi tâm hiển hiện một tòa thần phủ, thần phủ bên trong lại xuất hiện một đạo thần thông. Sóng lớn nứt bờ, như là tận thế cảnh tượng mà tống trường ca cũng tóc bay lên trong mắt như là hỏa diễm hóa thân viễn cổ ma thần đạo này thần thông hóa thành một tòa pháp kiếm cường hoành vô cùng xa không phải trước đó tống trường ca thi triển đạo pháp có thể so sánh trước đó tần đình biến thành cự trưởng bị trong nháy mắt phá vỡ hóa thành linh khí biến mất trên không trung thần thông là thần thông tống trường ca quả thật bước vào thần thông cảnh trời ạ à không đến 40 tuổi thần thông cường giả, mọi người dưới đài điên cuồng bắt đầu. Tuy nói nghe đồn tống trường ca đã bước vào thần thông cảnh giới, nhưng là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, coi là thật bị chấn động một phen, không đến 40 tuổi thần thông cường giả, như thế nhân vật thật sự là mấy trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài. Quân không biết, không biết bao nhiêu người bị kẹt tại thần luân mà lên cấp không thể một hai trăm tuổi còn kẹt tại thần luân cảnh tu sĩ càng là như cá giếc sang sông nhiều vô số kể huyền huyễn đại phản phái hệ thống thiên sách giáo ý tuyệt đỉnh thiên kiêu nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com thần thông là thần thông cảnh trở lên cường giả khả năng thi triển ra tuyệt học thần thông chỗ kỳ diệu xa không phải bình thường đạo pháp chiêu thức có thể so sánh Tống trường ca thi triển môn này thần thông chính là cực ngày phong ba đại thần thông tuyệt học một trong bầu trời pháp kiếm, thần thông thần diệu vô biên, biến hóa khó lường. Tuy nói tần đình lúc trước một mực áp chế tống trường ca, nhưng là tống trường ca thần thông vừa ra, đám người lập tức liền không nhìn nữa tốt tần đình. Tần Đình tuy nói là đương thời thiên kiêu, chiến lực kinh người, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là việc khó nhưng là thần thông cảnh có thể nói là một cái đường ranh giới, đến thần thông cảnh, chính là một cái chất biến. Thậm chí còn có thần thông phía dưới dai sâu kiến thuyết pháp. Tống trường ca thần niệm khẽ động lại tế ra bầu trời pháp kiếm. Pháp kiếm hóa thành thất thất 49 đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều là lăng lệ dị thường, có đoạn sơn ngược lại hải chi thế, tứ phía bốn phương tám hướng hướng tần đình đánh tới. Tần Đình hai tay kết ấn, trước mặt trống rỗng xuất hiện từng đạo tường băng. Nhưng là tường băng bị pháp kiếm trong nháy mắt phá vỡ, lại không chút nào có thể ngăn cản một chút xíu thời gian. Tần Đình khẽ quát một tiếng, một đạo thần luân tại Tần Đình mi tâm hiện lên, hóa thành một tòa chín tầng nhà cao tầng. Đem Tần Đình bao phủ trong đó, bầu trời pháp kiếm rơi xuống cái này trên nhà cao tầng, cái gặp nhà cao tầng uy lực đột nhiên bộc phát, oanh một tiếng bầu trời pháp kiếm thế mà bị cái này làm nhà cao tầng cản trở lại mà nhà cao tầng cũng phá thành mảnh nhỏ tiêu tán vô hình mọi người dưới đài phải sợ hãi mục thân lưỡi một cái đệ tử lẩm bẩm lẩm bẩm nói thật mạnh tần sư huynh thật mạnh tống trường ca sắc mặt âm trầm hắn không nghĩ tới tự mình lấy thần thông cảnh giới cũng không chút nào có thể áp chế tần đình một điểm nghe nơi xa đám người xôn xao đã thành đâm lao phải theo lao chi thế. Nếu là đến đây dừng tay, hắn tại trong tông liền rốt cuộc không có chút nào uy tín có thể nói. Tống Trường Ca trong lòng tối giống, đây là ngươi bức ta. Tống Trường Ca hận hận nhìn Tần Đình một chút, trong mi tâm hiện lên một bức trận đồ. Trận đồ mở ra, triển khai về sau hóa thành thiên sơn vạn thủy, nhật nguyệt luân hồi. Tần Đình bị trong nháy mắt hút vào trận đồ bên trong, tựa như thân ở một phương khác thế giới. Tống Trường ca lắc một cái trận đồ, đồ bên trong thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tiêu vong. Đồ bên trong hết thảy sắp hôi phi yên diệt. Một vị trưởng lão đột nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên. Pháp bảo, pháp bảo chính là uy lực cực kỳ cường đại đấu pháp bảo vật không đến thần thông cảnh không thể thôi động, nhưng là pháp bảo cực kỳ chân quý, đừng nói là thần thông cảnh, chính là thần đài, thần cung cảnh cường giả cũng không nhất định có một cái pháp bảo. Liền liền tống trường ca sư phó cách chân nhân, lấy một mạch chi chủ thân phận cũng bất quá liền hai ba kiện món pháp bảo mà thôi, nhưng tuyệt không bao quát cái này trận đồ pháp bảo. Dưới đài mấy vị chân truyền đệ tử cũng là đứng dậy mà đứng, sắc mặt ngưng trọng, lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần món pháp bảo này nơi nào mà đến người bên ngoài không biết nhưng là bọn hắn mấy vị này chân truyền đệ tử là biết đến theo lý thuyết tần đình nhìn tràn ngập nguy hiểm hẳn là bỏ giờ trận này đấu pháp nhưng là luận kiếm đài bên cạnh chấp pháp trưởng lão thần sắc khẽ động lại cũng không làm xử lý ra sao chỉ là lẳng lặng nhìn xem tần đình tại trận đồ bên trong giang sư huynh nguyên lai là ngươi tần đình mặc dù thân ở đồ bên trong tựa như lục bình đồng dạng bất cứ lúc nào diệt phong nhưng là trên mặt lại không chút nào bối rối chi xác hắn nhìn xem trận đồ này là cười chế nhạo tần đình cúi đầu nhẹ giọng cười nói ta bồi tống trường ca tên phế vật này chơi lâu như vậy rốt cục ngươi bước đi ra giang trung bạch huyền thiên tông đại sư huynh nhập môn không đến trăm năm cũng đã là thần đài cảnh giới cường giả thiên phú chi cao trên đời hiếm thấy lúc ấy cơ hồ là dự định thánh tử nhưng là tại tần đình hoành không xuất thế sau quang mang bị che giấu rất nhiều chuyển thành điệu thấp không cùng tần đình từng có tranh đấu bình thường cũng không ra đi lại lần này đấu pháp hắn cũng không đến xem lễ mà là đối bên ngoài tuyên bố đang lúc bế quan không nghĩ tới lần này thế mà nghĩ thừa dịp tống trường ca đột phá thần thông cảnh chi thế, mượn tống trường ca chi thủ chi thủ, chèn ép tần đình. Tần đình nhãn thần lạnh lẽo, như là đã biết rõ người giật dây là ai, cái này tống trường ca cũng liền vô dụng. Và URL bằng Windows, Location, Herep, Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác, Windows, Puppy giới tác, Push, Zonet. 7.254, ít, BGSSP 7254, U, UAL, Tần Đình hai tay lắc một cái, trận đồ bên trong đất dung núi chuyển chi thế phảng phất thời gian ngừng lại, hắn tiện tay vạch một cái, trận đồ thế giới bị hắn hoạch xuất ra một đạo thiên liệt. Tần Đình đi bộ nhàn nhã theo trận đồ ở trong đi ra. Mà trận đồ cũng đã mất đi uy năng, hóa thành đồ án, bị Tần Đình thu nhập trong tay đem hoan đây không có khả năng. Tống trường ca tròn mắt tận nứt hắn át chủ bài ra hết, không tiếc bộc lộ ra cùng giang sư huynh quan hệ tế ra trận đồ pháp bảo, thế mà bị tần đình dễ dàng như vậy phá, cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được. Dưới đài tông người cũng là cực kỳ chấn động, đây chính là pháp bảo A, mỗi món pháp bảo cũng có cải thiên hoán địa chi uy năng, cứ như vậy bị tần đình tiện tay phá đi. Phong Thiên Hàn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, Tần Đình một chiêu này, hắn vậy mà nhìn không thấu. Kinh khủng hơn chính là Tần Đình đến bây giờ sử dụng đạo Pháp đều là huyền thiên tông bên trong bình thường đạo Pháp, nhưng là uy lực lại lớn lạ thường. Điều này nói rõ Tần Đình đối với mấy cái này đạo Pháp đều đã thông huyền, ẩn ẩn có thiếu niên tông sư chi tưởng. Đột nhiên, Phong Thiên Hàn nghĩ đến một loại khả năng, phong thiên hàn quay đầu nhìn về phía lạc viễn phát hiện lạc viễn cũng là thoáng chút đăm chiêu hai người liếc nhau cũng theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ không thể tin chẳng lẽ tần đình đã tần đình mỉm cười nhìn xem tống trường ca cười nói sư huynh thật là uy phong bất quá cũng chỉ tới mà thôi dứt lời tần đình khí thế đột nhiên bạo phát bắt đầu cả người chung quanh tinh quang sáng trói tựa như ảo mộng dưới đài không thiếu nữ đệ tử trong mắt dị sắc liên tục mắt lộ ra vẻ ái mộ tống trường ca cảm nhận được tần đình khí thế sắc mặt khó coi biết mình hôm nay sợ là khó mà thiện đột nhiên hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì sắc mặt đầu tiên là kinh nghi sau là không thể tin người đến thần thông cảnh cái này sao có thể đây không có khả năng, mọi người dưới đài ồn áo. Trước đó còn chưa theo tần đình trong nháy mắt phá vỡ pháp bảo trong rung động tỉnh táo lại, lại nghe nói bực này tin tức, đó chính là tần đình, lấy 18 tuổi chi tư, bước vào thần thông cảnh. Một cái đệ tử lắp bắp nói, thần, thần thông cảnh, giả à, 18 tuổi thần thông cảnh. Đệ tử còn lại nhìn về phía những cái kia trưởng lão, phát hiện các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, mang theo vẻ không thể tin rốt cục tin tưởng sự thật này, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử Tần Đình, 18 tuổi thần thông cảnh. Các trưởng lão sau khi khiếp sợ, nhao nhao nhớ tới cái sự thực đáng sợ. Toàn bộ Đông Hoang từ xưa đến nay có chỗ ghi lại, không đến 20 tuổi tiến giai thần thông cảnh, chỉ có Tần Đình một người. Liền xem như Tần Đình cha Tần đế năm đó, cũng là 20 tuổi bước vào thần thông cảnh nghĩ đến tầng này chúng trưởng lão nhao nhao hít sâu một hơi sau đó lại đại hỉ có như thế tuyệt đỉnh thiên kiêu ta huyền thiên tông muốn đại hưng trong lúc nhất thời dưới đài chết đồng dạng yên tĩnh tất cả mọi người bị chấn động đến phong thiên hàn đám đệ tử chân truyền trong lòng cũng là rời sông lấp biển tống trường ca loại này dựa vào dược vật đột phá thần thông cảnh bọn hắn cũng không để ở trong lòng căn cơ không tốn sức không đáng để lo thế nhưng là tần đình đạo pháp uy thế rõ ràng là căn cơ cực kỳ kiên cố lạc viễn khinh khinh thở ra một hơi thán phục nói tần đình sư đệ lợi hại